Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng giáo phận Thái Bình nhân dịp Thiên Chúa Giáng sinh. Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm và Văn Giang tổ chức kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đề ra mục tiêu năm 2024. Tập trung chi trả bồi thường làm đường Tân Phúc Võng Phan qua địa bàn huyện Ân Thi. Tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm. Tràn lan mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, chiều qua, Tòa Giám mục Thái Bình tổ chức gặp mặt lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Dự buổi gặp mặt có Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình Đặng Văn Cầu. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã tặng hoa tặng quà của tỉnh tới đại diện giáo phận Thái Bình và chúc mừng giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình Đa Minh Đặng Văn Cầu và nguyên giám mục giáo phận Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ cùng toàn thể các chức sắc tu sĩ đồng bào Công giáo đón lễ Giáng sinh an lành, đón năm mới 2024 sức khỏe hạnh phúc. Ghi nhận đóng góp rất lớn của các chức sắc tu sĩ đồng bào Công giáo trong giáo phận đã nêu gương đi đầu cùng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mong muốn và tin tưởng thời gian tới, giám mục chính tòa cùng các chức sắc tu sĩ trong giáo phận tiếp tục đồng hành cùng với các ủy chính quyền các cấp trong tỉnh, vận động bà con giáo dân phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Đại diện giáo phận Thái Bình cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các địa phương của tỉnh Hưng Yên và Thái Bình đã luôn quan tâm đồng hành và tạo mọi điều kiện cho các hoạt động văn hóa tự do tín ngưỡng của đồng bào Công giáo trong giáo phận Thái Bình trên địa phận hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên cũng như đồng bào Công giáo trên cả nước. Đồng thời khẳng định đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục đoàn kết tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả, thiết thực các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng sứ đạo, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, cùng chung sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp lễ Giáng sinh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng linh mục, chức sắc đồng bào Công giáo tại giáo xứ Đức Ninh, xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao hoa quà và gửi lời chúc linh mục, chức sắc và đồng bào Công giáo đón mùa Giáng sinh 2023 an lành hạnh phúc. Đồng chí thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 của tỉnh Hưng Yên. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng mong muốn linh mục, hội đồng mục vụ giáo xứ, bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh. Linh mục Trần Văn Cương thay mặt toàn thể giáo xứ cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền thời gian qua đã tạo điều kiện để bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo phù hợp theo đúng quy định của pháp luật, đoàn kết xây dựng giáo xứ bình yên phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng nhân dân hai huyện Văn Lâm và Văn Giang tổ chức kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Năm 2023, huyện Văn Lâm đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt trên 4,6 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 130% so với kế hoạch. Công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm, công tác quân sự quốc phòng địa phương được bảo đảm. Năm 2024, huyện phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 83 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ làng khu phố văn hóa đạt 100%, tỷ lệ người sử dụng nước sạch đạt 75%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%, có thêm 1 đến 2 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao và có 4 đến 5 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023,
huyện Văn Giang đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất trên 16%, thu ngân sách ước đạt gần 16.300 tỷ đồng, đạt gần 677% kế hoạch. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã và 29 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cơ bản đạt 39 trên 39 nội dung huyện nông thôn mới nâng cao, đã tổ chức lập điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Văn Giang đến năm 2030, phù hợp chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên. Năm 2024, huyện Văn Giang tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu có thêm 8 xã và khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tập trung nguồn lực thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát triển đô thị Văn Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chí chuẩn để trình cấp có thẩm quyền công nhận Văn Giang đạt đô thị loại 4, tạo đà đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong mấy năm trở lại đây, huyện Ân Thi trở thành điểm sáng về công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ làm đường giao thông cũng như xây dựng các khu, cụm công nghiệp để thu hút dự án vào đầu tư. Một trong những cách làm của địa phương đó là bắt tay ngay vào triển khai khi có chủ trương để tuyên truyền từ sớm, từ trước nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc - Võng Phan qua địa bàn huyện Ân Thi là một ví dụ. Đường Tân Phúc Võng Phan có chiều dài gần 30 km đi qua 14 xã của 3 huyện là Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cừ. Đoạn qua huyện Ân Thi chiếm khoảng một nửa tổng chiều dài toàn tuyến, là dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Chính nhờ cách làm là bắt tay triển khai công việc từ sớm, từ trước và công khai các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước về đền bù, thu hồi đất. Vì vậy khi triển khai chi trả tiền đền bù, nhân dân đồng thuận rất cao. Chúng tôi rất phấn khởi và chấp hành tuyệt đối mọi chủ trương chính sách của Đảng. Vì thực tế ra mà nói là cái này nó đi qua thì nó thúc đẩy cái nền kinh tế của địa phương lên rất là lớn. Cho nên chúng tôi vô cùng phấn khởi. Đền bù cho dân là thế này là đẹp, là tốt lành rồi. Vâng, thì tôi không mong muốn gì nữa. Những chia sẻ trên của bà Luyến, ông Phẩm là hai hộ nhận được nhiều tiền đền bù nhất khi thu hồi đất tại hai xã Tiền Phong và Hạ Lễ. Cũng là chia sẻ cảm nhận chung của các hộ dân có đất thu hồi tại 7 xã mà tuyến đường đi qua. Tổng diện tích thu hồi làm đường Tân Phúc Võng Phan qua huyện Ân Thi trên 78 ha, trong đó 70 ha là đất nông nghiệp, còn lại là đất thổ cư và các loại đất khác. Tính đến hết ngày 15 tháng 12, huyện Ân Thi đã hoàn thành chi trả trên 90% diện tích đất nông nghiệp thu hồi và bàn giao cho đơn vị thi công. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, chúng tôi chi trả lốt hai xã cuối cùng của dự án là xã Tiền Phong và xã Hạ Lễ. Là chúng tôi đã hoàn thành chi trả tiền trên đất nông nghiệp được 7 trên 7 xã, trong đó đã bàn giao đất cho nhà đầu tư, cụ thể là Sở Giao thông Vận tải được 5 xã, gồm có xã Tân Phúc, xã Hoàng Hoa Thám, xã Văn Nhuệ, xã Nguyễn Trãi và xã Đà Lộc. Song song với công tác chi trả đền bù đất nông nghiệp, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đang cùng các địa phương hoàn thiện chi tiết để chi trả tiền đền bù diện tích đất ở cho các hộ dân. Với kết quả đạt được và các bước đang triển khai, chắc chắn công tác giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc Võng Phan qua huyện Ân Thi sẽ hoàn thành trước thời gian cấp trên giao. Dự án xây dựng đường bên tiếp giáp tuyến đường bộ nối hai cao tốc qua địa bàn thành phố Hưng Yên có chiều dài gần 5 km nhân hai bên trên địa bàn các xã Trung Nghĩa, Liên Phương, Phương Triều. Thời điểm này mặc dù chưa nhận được tiền đền bù, song nhiều hộ dân đã chủ động di rời các phần mộ nằm trong khu vực cần phải giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án. Tổng diện tích đất cần thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án là 17,5 ha, trong đó có trên 100 ngôi mộ ở hai xã Trung Nghĩa và Phương Triều. Nhiều ngôi mộ cổ đã có từ hàng trăm năm. Do cuối năm là thời điểm thuận lợi để bà con cất bốc, di chuyển mồ mả, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các cuộc họp thông tin tới bà con nhân dân về ý nghĩa của dự án, thực hiện kiểm kê, kiểm đếm, áp giá bồi thường một cách công khai, minh bạch. Do vậy đến nay, hai xã đã di chuyển xong trên 50% số mộ phần. Phấn đấu đến hết tháng 11 âm lịch, việc di chuyển các phần mộ sẽ hoàn thành, trả mặt bằng cho dự án. Bên cạnh đó, ngành chức năng và các địa phương phấn đấu cơ bản rà soát nguồn gốc đất các hộ cần giải phóng mặt bằng xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đến bây giờ thì người dân cũng chưa nhận được tiền, nhưng tuy nhiên thì qua cái công tác tuyên truyền của cấp ủy chi bộ thôn, thế rồi là của cán bộ xã, thế và nhân dân cũng đã rất là đồng thuận. Thì đến nay thì cơ bản là cái phần diện tích di chuyển của các hộ gia đình, cái phần mộ thì đã được trên 50%.
thế thì chúng tôi cũng tiếp tục vận động bà con tranh thủ thời gian để di chuyển làm sao mà nó đảm bảo theo cái nội dung là khi mà cái dự án đi vào khởi công xây dựng thì chúng tôi sẽ có mặt bằng sạch để bàn giao cho đơn vị thi công. Năm 2023, thị xã Mỹ Hào cấp được hơn 500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có hơn một nửa đất nông nghiệp, đạt khoảng 30% kế hoạch giao. Việc chậm trễ này không chỉ gây bức xúc trong nhân dân mà còn là một trong những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể cấp được 235 thửa đất ở, đạt tỷ lệ 291% kế hoạch giao. Cấp đổi được 266 thửa đất nông nghiệp, đạt 3,5%. Các địa phương có tỷ lệ cấp thấp là phường Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Trí Kiên, Minh Đức và Cẩm Xá. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ được đưa ra như chưa hoàn thiện hồ sơ sau thực hiện thửa đổi ruộng. Nhiều hộ đã tự nguyện chuyển đổi cho nhau nhưng không qua chính quyền, dẫn đến sai lệch trên bản đồ. Ngoài ra, còn do việc chuyển nhượng từ trước dồn đổi nhưng chưa làm thủ tục, một số khác đi làm ăn xa, nhiều thứ đất ở có đất dôi dư, đất giao trái thẩm quyền hoặc chia tách nhưng chưa hoàn thiện thủ tục. Một số công chức địa chính xã phường luân chuyển đổi chỗ cho nhau nên chưa tiếp cận được. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo báo cáo của các địa phương, từ năm 2017 đến nay, tổng số các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi là trên 3.100 trường hợp, đã xử lý giải tỏa trên 1.500 trường hợp, đạt tỷ lệ gần 50% số trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm công trình thủy lợi trước khi có quy định về hành lang bảo vệ công trình là trên 1.100 trường hợp, đã giải tỏa được hơn 700 trường hợp, đạt tỷ lệ trên 64%, còn tồn tại 352 trường hợp, chủ yếu là các trường hợp đã vi phạm trước khi thực hiện kế hoạch số 93. Các địa phương còn vi phạm trước năm 2014 là huyện Văn Giang hơn 200 trường hợp, huyện Khói Châu 40 trường hợp, thị xã Mỹ Hào 28 trường hợp, huyện Yên Mỹ 20 trường hợp. Vi phạm công trình thủy lợi sau khi có quy định về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi là trên 2.000 trường hợp, đã giải tỏa được trên 800 trường hợp, đạt tỷ lệ 40%. Hiện các vi phạm tập trung nhiều ở các huyện Kim Động gần 900 trường hợp, huyện Khói Châu 41 trường hợp, huyện Văn Giang 37 trường hợp. Sáng nay, tại huyện Yên Mỹ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức cưỡng chế giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật. Bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội có hiệu lực thi hành đối với bị cáo Hoàng Đình Hải và Nguyễn Thị Mận, địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc ông Hải, bà Mận phải liên đới trả cho ông Giao, bà Lan, chú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ số tiền hơn 2,8 tỷ đồng và gần 90 triệu đồng tiền án phí và lãi suất chậm thi hành án đối với các khoản nợ. Bản án có hiệu lực pháp luật đã kéo dài gần 5 năm. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 42,5m2 đất và tài sản trên đất ở tại thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ. Sau khi thực hiện quy trình đấu giá tài sản và giảm giá 2 lần công thành, người được thi hành án đã có yêu cầu nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án. Căn cứ quy định của pháp luật, chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế bàn giao tài sản cho người được thi hành án. Say mê sáng tạo, vận dụng kiến thức đã được học, áp dụng vào thực tiễn, kết hợp với sự hướng dẫn của các giáo viên trường Trung học phổ thông Khói Châu, huyện Khói Châu, các em học sinh hình thành và triển khai ý tưởng, dự án và giành giải cao tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024. Vượt qua 74 dự án, với 3 dự án, thầy và trò trường Trung học phổ thông Khói Châu mang đến cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đều đạt giải. Đó là dự án thiết kế chế tạo thiết bị đo nhịp tim và giám sát sức khỏe người bệnh theo thời gian thực, mô hình máy đo nhịp tim bằng kỹ thuật không xâm lấn đo nhịp tim của bệnh nhân mọi lúc mọi nơi và có thể theo dõi bệnh nhân liên tục. Dự án nghiên cứu và ứng dụng giải pháp Autopilot và giao hàng bằng drone giúp giảm tối đa can thiệp của con người, cải thiện hiệu suất và đảm bảo độ tin cậy, thân thiện với môi trường. Hai dự án này xuất sắc giành được giải nhì tại cuộc thi. Thành công lớn nhất mà giáo viên, nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Khói Châu gặt hái được qua cuộc thi không chỉ là giải thưởng mà còn là cơ hội để học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về ý tưởng, tư duy sáng tạo, là động lực để các học sinh tự khẳng định mình, tiếp tục phấn đấu, phát triển năng lực của bản thân. Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Mục đích nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn thuận tiện.
xây dựng phương án phân luồng điều tiết giao thông trên tuyến dự kiến lưu lượng phương tiện tăng cao, khu vực tập trung đông người dân, du khách tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí dịp lễ đầu xuân. Theo đó, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an từ tỉnh đến huyện đồng loạt ra quân tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch phương án đã đề ra. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024 và năm An toàn giao thông 2024. Phòng cảnh sát giao thông chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn bộ các hệ thống phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến quốc lộ phòng đã quản lý, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường xử lý vi phạm, tập trung chính vào những lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như là đi không đúng phần đường làn đường, sử dụng rượu bia, các chất kích thích, các chất ma túy khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường xử lý và cũng yêu cầu tất cả các hộ dân là chấp hành không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán và lấn chiếm lòng đường để gây mất trật tự an toàn giao thông. Mỹ phẩm từ lâu đã trở thành mặt hàng phổ biến trong cuộc sống đối với mọi người, đặc biệt là đối với phụ nữ. Khi nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng tăng thì tình trạng buôn bán các loại mỹ phẩm giả, mỹ phẩm trôi nổi kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện ngày càng nhiều. Dạo quanh một số cửa hàng bán mỹ phẩm trong các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, dễ dàng bắt gặp các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như Chanel, Lancome, Santo, MAC, nước tẩy trang nhãn hiệu nước ngoài bán với giá rẻ gấp nhiều lần. Các thương hiệu nổi tiếng bị làm giả, làm nhái khá nhiều. Tại chợ Phủ, thị trấn Quai Châu, từng sản mỹ phẩm với đủ các thương hiệu nước ngoài từ kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt đến các sản phẩm son môi, phấn má, nước hoa không rõ nguồn gốc, mang nhãn mác nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, được bán với giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng một sản phẩm. Cái hàng này là hàng chuẩn không đấy? Chuẩn đi. Của em là 3 triệu. 3 triệu? Cái hàng này là em nhập qua công ty nào? Hàng này thì... nói chung là em có cam kết chẩn đoán thôi. Không chỉ trong chợ, mỹ phẩm không nguồn gốc mang thương hiệu của các hãng nổi tiếng nước ngoài còn được bày bán công khai tại nhiều cửa hàng, siêu thị mỹ phẩm kiểu hàng xách tay khiến cho người tiêu dùng càng khó phân biệt. Ghi nhận tại siêu thị mỹ phẩm Kim Phượng ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, rất dễ dàng để mua các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp mang thương hiệu nổi tiếng nước ngoài được bày bán, nhưng quan sát kỹ bao bì, mẫu mã của các loại mỹ phẩm đều in hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, không nhãn phụ bằng tiếng Việt, không rõ hạn sử dụng, không tem chống hàng giả của công ty sản xuất. Cái này là hàng sách, đây hàng này hàng công ty đây. Hàng này hàng gì? Hàng này hàng sách tay. Nhưng mà nó là hàng cái gì đây? Nó là sữa tắm Madit hàng của Nhật. À đây là hàng sách tay, còn đây là hàng công ty. Hàng công ty nó có tem. Thế đây là hàng này. Như cái hàng này cũng hàng sách. Cũng hàng sách à? Đây là sản phẩm gì đây? Đây là sữa tắm trắng của Nhật. Tại một số cửa hàng siêu thị mini trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, thấy có nhiều nước hoa, phấn trang điểm, sữa rửa mặt không hề có tem nhãn phụ, rất khó để hiểu và sử dụng sản phẩm đúng cách. Đây là gì? Phấn. Tem nhãn phụ đâu? Đây là phấn. Nhưng mà sách tay thì có nhãn phụ. Sách tay à? Cái quản lý thị trường người ta hay kiểm tra không? Có rồi, nhưng nào người ta chẳng quán. Thế à? Anh em sao? Thế người ta có xử phạt không? Dạ, người ta xử phạt à? Có. Chị không nói, chị có gọi điện cho em ấy. Và sao? Chị bố nào? Cái này là gì? Là sốt ạ. Sốt nó. Vâng. Chả có tên. Sốt của gì đấy? Sốt này ạ. Và này là bọn em nhập tại kho. Chỉ có em nói son này biết là son rồi đúng không? Nhưng làm sao biết là son? Như các bạn học sinh, các bạn ấy dùng quen, các bạn ấy biết. Thực tế, việc mua phải các loại mỹ phẩm kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Trước tình trạng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan như hiện nay, khi mua hàng, người mua cần hết sức cẩn trọng, tìm hiểu kỹ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với việc sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không nguồn gốc xuất xứ đang lưu thông tràn lan trên thị trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin kính chào và hẹn gặp lại.